Ngày 11 tháng 11, Nga cho biết hơn 30.000 binh lính và nhân viên phục vụ đã được rút về bờ đông sông Dnieper. Bộ Quốc phòng cho biết việc sơ tán binh lính khỏi Kherson đã hoàn tất, không có khí tài quân sự hay binh lính nào bị bỏ lại ở phía tây sông. Những tưởng đây sẽ là một trong những thất bại thảm hại nhất của quân đội Nga kể từ đầu cuộc xung đột đến giờ. Thế nhưng chỉ sau đó vài ngày, Nga đã tổng tiến công trên mọi mặt trận, giành lại thế áp đảo, kiểm soát nhiều vùng đất của Ukraine. Tại Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai cho biết, nhờ chiến đấu ngoan cường, lực lượng vũ trang Nga đã giải phóng hoàn toàn làng Palovka ở Donetsk. Việc chiếm được Palovka mở ra bàn đạp cho các cuộc tấn công tiếp theo của quân đội Nga ở Donbass. Như Pushilin cho biết trước đó, nếu không giải phóng hoàn toàn điểm này, sẽ vô cùng khó giải phóng Uleda, một điểm rất quan trọng để đẩy lùi kẻ thù, kể cả từ Donetsk. Tại Lugan, lực lượng vũ trang Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugan đã tiêu diệt khoảng 210 chiến binh Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài trong ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Hai. Theo cơ quan này, tại hướng Kupian, hai nhóm chiến thuật cấp đại đội của Ukraine đã định tấn công vào hướng Kuzemovka của Cộng hòa Nhân dân Lugan. Do hứng chịu hỏa lực mạnh mẽ, các đơn vị quân địch đã bị chặn lại và quay trở lại vạch xuất phát, đã tiêu diệt hơn 120 quân nhân Ukraine, phá hủy 6 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, 3 xe bọc thép chở quân và 5 phương tiện. Tổn thất của kẻ thù trong ngày qua theo hướng này lên tới 90 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và bị thương, đã phá hủy 5 xe bọc thép chiến đấu và 6 xe bán tải. Lệnh báo động không kích được ban bố tại các tỉnh Poltava, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Nikolaev, Odessa, Cherkasy và Kirovograd của Ukraine. Trước đó, một tờ báo của Ukraine đã đưa tin về các vụ nổ gần Kharkov. Báo động không kích cũng được ban bố trên phần lãnh thổ do Kiev kiểm soát ở tỉnh Zaporozhye. Trong quá trình giao tranh đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực thành phố Zaporozhye, quân đội Nga đã phá hủy 3 hệ thống pháo M777 do Hoa Kỳ sản xuất và tiêu diệt đến 30 lính đánh thuê người nước ngoài. Đồng thời, bộ phận hàng không tác chiến chiến thuật thuộc lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã bắn hạ một trực thăng Mi-8 của Ukraine khi nó đang bay trên không ở khu vực Dnipropetrovsk. Thật khó có thể đoán được bước đi tiếp theo của chính phủ Moscow. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn rằng Nga sẽ không dễ dàng từ bỏ chiến dịch quân sự đặc biệt này sau khi đã bỏ ra quá nhiều công sức, của cải và thậm chí là cả tính mạng của binh lính để giải phóng các vùng đất Ukraine. Các diễn biến tiếp theo của cuộc xung đột sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong những video tiếp theo. Mời quý vị cùng theo dõi!